Trọng Thắng xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show rất đặc biệt trong ngày hôm nay. Trong chương trình Talk Show kỳ này, chúng tôi mời được cô Thùy Trân là đại diện của công ty Cali Travel mà quý khán thính giả rất là quen thuộc. Và trước hết, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và khán thính giả cô Thùy Trân. Hello Thùy Trân. Thùy Trân chào anh Trọng Thắng và chào tất cả các quý khán giả. Hôm nay quý vị thấy là hai anh em của chúng tôi ngồi ngoài vườn với một cái không khí rất là dễ thương để gửi đến cho quý khán thính giả những cái thông tin về cái tour đi du lịch hấp dẫn trong mùa hè này. Phòng Thùy Trân. Dạ, thưa vâng, một cái chương trình tour hấp dẫn bởi vì cái sự kết hợp. Không những chỉ là đi tour mà quý vị còn có những cái cơ hội để mà thư giãn cũng như là xem cái show, một cái chương trình show nhạc rất là hấp dẫn mà sắp tới đây là anh Trọng Thắng cũng như là Thùy Trân sẽ trình bày chi tiết hơn với quý vị. Dạ vâng, cảm ơn Thùy Trân rất là nhiều. Thưa quý khán giả, chúng tôi muốn nói đến chương trình ca vũ nhạc kịch Yêu sẽ được tổ chức tại Fantasy Spring Casino vào ngày 9 tới tháng 9 sắp tới đây. Và trong cái dịp này thì Trọng Thắng và Cali Travel với cô Thùy Trân là cùng kết hợp để tạo ra một cái tour để giới thiệu đến cho quý khán giả nào mà chưa có bao giờ một lần đến với Palm Springs thì quý vị có thể thấy được những cái cảnh tượng ở nơi đây nó đẹp và nó nên thơ như thế nào. Chỉ dưới 2 tiếng lái xe từ quận Cam thì quý vị sẽ có được những cái hình ảnh rất là mới lạ, và những cái thành phố phải gọi là ở miền Nam California mà nó là một cái điểm du lịch, phải gọi là một điểm du lịch mà rất nhiều những cái người khách du lịch ở tất cả các quốc gia khác trên toàn thế giới mà người ta tới với miền Nam California thì không ai bỏ qua cái địa điểm là Palm Springs. Mà nếu mà chúng ta mà ở ngay quận Cam, ở ngay Los Angeles mà khi mà hỏi đến Palm Springs California mà quý vị nói là chưa bao giờ đi thì kỳ quá, phải không? Rất là uổng, thưa anh Trọng Thắng với quý vị, bởi vì anh Trọng Thắng và một số như quý vị ở đây cũng biết là Palm Springs là một trong những cái thành phố mà các nhà bác học cũng như là các những cái tài năng của thế giới cũng như là những cái ca sĩ diễn viên nổi tiếng của cái thời thập kỷ 50-60 đã chọn nơi này để mà sinh sống tại nơi đây. Cũng như là nơi đây cũng có những cái thành phố nhỏ mà cũng tuy là nhỏ nhưng mà mang đậm một những cái phong cách của miền Tây của Hoa Kỳ vào những cái thập kỷ cũng vào những cái thập kỷ 50-60 cũng như là có những cái nhất nhất trên thế giới tại cái thành phố Palm Springs này. Dạ vâng. Và thưa quý vị, là đặc biệt là quý vị thấy ở trên màn ảnh nhỏ đó là những cái khung cảnh rất là đẹp ở tại thành phố Palm Springs downtown của thành phố. Và có một cái điều mà Trọng Thắng và Thùy Trân muốn giới thiệu đến cho quý vị đó là trong cái chương trình tour 2 ngày 1 đêm ở tại Palm Springs, và quý vị đó không những là được ghé đi thăm tất cả những cái danh lam thắng cảnh và những cái địa điểm nổi tiếng tại Palm Springs mà quý vị còn được đến và tham dự cái buổi ca nhạc kịch hài kịch ở tại Fantasy Springs Casino vào buổi tối ngày thứ bảy 9 tới tháng 9. Rồi sáng ngày hôm sau chúng ta lại tiếp tục một cái cuộc hành trình đi qua nhiều những cái địa điểm du lịch khác nữa ở tại Palm Springs. Nhưng mà trước hết đó, để trong tháng mời Thùy Trân giới thiệu về cái chương trình đi du lịch này đi. Ngày đầu tiên mình sẽ đi những đâu? Thưa vâng. Thì thưa anh Trọng Thắng cũng như là thưa quý vị là đây là một cái chương trình như anh Trọng Thắng vừa trình bày, là một cái chương trình kết hợp giữa tour và xem show nhạc. Thì quý vị cũng biết rằng bất cứ ở một cái địa điểm nào, một cái thành phố nào, đặc biệt nhất là cái thành phố Palm Springs, thì có rất là nhiều những cái địa điểm, những cái attraction để mà thu hút khách du lịch, không những chỉ trong Hoa Kỳ mà khắp nơi trên toàn thế giới đến đây hàng năm. Thì chính cá nhân Thùy Trân cũng như là một vài các anh chị em ngay tại Cali Travel đã đến tận nơi và đi đến từng những cái điểm này, những cái điểm tham quan nổi tiếng của Palm Springs, và chúng tôi chỉ chọn ra những cái điểm nổi bật nhất, những cái điểm đặc sắc nhất để mà gửi đến quý vị trong cái chương trình 2 ngày 1 đêm này. Và trở lại với câu hỏi của anh Trọng Thắng, thì trong cái chương trình ngày đầu tiên thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đưa quý vị đến những cái điểm mà có rất nhiều những quý vị muốn biết đến. Đó là nói đến thành phố Palm Springs là nói đến những cái ngôi nhà sang trọng, những cái ngôi nhà, những cái căn biệt thự bậc nhất, với những cái lối kiến trúc
của cái thế kỷ thứ 50 cũng như 60, và đặc biệt là đây là những cái ngôi nhà của những ca sĩ diễn viên nổi tiếng mà quý vị nghe nói đến rất là nhiều, phải không ạ? À? Thì trong cái chương trình tour này của chúng tôi sẽ đưa quý vị đi ngang qua những cái ngôi nhà này, như là ngôi nhà của ca sĩ nổi tiếng Elvis Presley, diễn viên Elizabeth Taylor, cũng như là diễn viên Marilyn Monroe. Và rất rất là nhiều những cái tài năng khác mà đã được vinh danh ngay tại Palm Springs. Thì chương trình tour của mình sẽ đưa quý vị vào trong tận ngôi nhà của Elvis Presley, hay còn gọi là Elvis Presley Honeymoon House, và một cái căn biệt thự rất là đẹp, và chúng ta sẽ thấy tìm hiểu về cái cuộc đời nghệ thuật của người ca sĩ tài năng này. Và một cái điểm nữa mà quý vị ít ai biết rằng thành phố Palm Springs có một cái downtown rất là dễ thương, xinh xắn, tuyệt đẹp. Và quý vị cũng biết rằng, ai trong chúng ta cũng biết rằng Hollywood là nơi có những cái đại lộ, làm cái đại lộ Hollywood là nơi có những cái ngôi sao ở trên cái trên đường để mà vinh danh những cái ngôi sao, những tài tử diễn viên, những cái tài năng nổi tiếng. Thì thưa quý vị, ngay tại thành phố Palm Springs này, trên downtown, trên những con đường nổi tiếng, thì chúng ta đều thấy những cái ca sĩ cũng như là diễn viên cũng được vinh danh. Đây giống như là một cái Hollywood nhỏ của Hoa Kỳ. Thì quý vị đi bộ, quý vị cũng sẽ tìm thấy những cái tên của những tài năng nổi tiếng như là Marilyn Monroe, Elvis Presley. Và quý vị sẽ cảm nhận được một cái không khí rất là vui nhộn theo một cái cách rất là riêng biệt của người dân ngay tại Palm Springs này. Và Palm Springs, thưa quý vị, như anh Trọng Thắng vừa trình bày, không chỉ thu hút khách du lịch đến từ trong nước Hoa Kỳ mà khắp nơi trên toàn thế giới. Quý vị đến đây, quý vị sẽ rất là bất ngờ bởi vì số lượng khách đến Palm Springs quá đông. Mặc dù thời tiết ở mùa hè rất là nóng, thưa anh Trọng Thắng, nhưng mà vẫn không ngăn cản được khách du lịch đến đây rất rất là đông. Quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Và một cái điểm đặc biệt trong cái chương trình tour ngày đầu tiên của chúng ta, thì tour cũng sẽ đưa quý vị đi ngang qua những cái cánh đồng quạt điện. Cái đó Thủy Chân ơi, chắc có lẽ là chúng ta để dành cho cái chương trình sắp tới để quý khán thính giả đón theo dõi trong cái phần 2 của chương trình của chúng tôi, mà Thủy Chân cùng với lại Trọng Thắng sẽ gửi đến cho quý khán thính giả những cái hình ảnh thật là đẹp, tuyệt vời ở trong, chỉ có ở tại Palm Springs mà thôi, thưa quý vị. Nếu như mà quý vị nào mà chưa tới Palm Springs mà quý vị thấy những cái hình ảnh này mà quý vị muốn đi thăm, thì xin quý vị hãy gọi ngay cho công ty Cali Travel. Trong cái chương trình tour này đó, thì cái giá của nó là bao nhiêu, Thủy Trân? Dạ, là 258 đô. Nhưng mà chúng ta đã được bao gồm vé vào cửa của các điểm tham quan, cũng như là đặc biệt nhất là vé xem show ca nhạc, hotel, cũng như là phương tiện vận chuyển, và đặc biệt là hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn quý vị bằng tiếng Việt. Thưa Vân, thì một chương trình ngoài ra cũng bao gồm những cái bữa ăn chính trong chương trình, cho nên với chỉ cái giá là 258 đô mà thôi mà quý vị có được 2 ngày thư giãn. Không chỉ thư giãn, thưa quý vị, thư giãn qua những cái danh thắng đẹp của Palm Springs, thư giãn qua cái chương trình ca nhạc nổi tiếng mà anh Trọng Thắng trình bày với quý vị, mà chúng ta còn có cơ hội tìm hiểu, học hỏi thêm về lịch sử. Đúng rồi. Và cũng như là về một trong năm cái khu vực mà sản xuất điện lớn nhất của Hoa Kỳ. Dạ vâng, cảm ơn Thủy Chân rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, xin quý vị đừng rời máy. Sau một vài những cái thông tin khác trong Trọng Thắng Show, thì Thủy Chân và Trọng Thắng sẽ trở lại cùng với quý vị trong chương trình để giới thiệu về những cảnh quan rất đẹp ở tại Palm Springs. Mời quý vị đón theo dõi.